Vì sao? Vì sách luận, thế tục và kinh điển nhị thừa không thể dẫn đến trí nhất thiết trí, chẳng phải hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phương tiện không trái ngược, nhưng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất là trở ngại. Thiện hiện nên biết trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ta đã nói rộng phương tiện thiện xảo về đạo Đại Bồ Tát. Nếu ở trong đây siêng năng tu học sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa vì không có phương tiện thiện xảo, nên bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thọ học sách luận thế tục của ác ma và kinh điển nhị thừa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện những người thường nghe pháp, vui nghe, thích nghe, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng người thuyết pháp ham vui lười biếng, chẳng muốn thuyết pháp cho người khác, cũng chẳng bố thí cùng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát.